Hôm nay Lan sẽ hướng dẫn cho các bạn về cái quy trình 8 cộng 2 để giúp các bạn có thể dễ nhớ và các bạn bán hàng một cách dễ dàng hơn. Và mình sẽ hướng dẫn một cách gọi là đơn giản nhất có thể để giúp cho các bạn có thể nhớ được cái quy trình này. Các bạn ghi vào nhé, quy trình bán hàng 8 cộng 2 có tất cả là 8 bước trong quy trình. Bước 1 là tạo lập danh sách khách hàng. Đầu tiên là các bạn cần phải tạo lập được cái danh sách khách hàng của mình. Đối với các bạn mà đang tuyển về đại lý thì cái dễ nhất là các bạn nên xem trong cái danh bạ của mình, cũng như là trên danh bạ Zalo, danh bạ điện thoại hay là trên Facebook của mình. Mình rà soát lại xem là có ai nằm trong cái đối tượng danh sách khách hàng của mình, thì mình sẽ liệt kê ra ít nhất là phải được 100 khách hàng tiềm năng. Phải là cái danh sách khách hàng tiềm năng nhé. Chứ nếu mà ví dụ như là chúng ta sẽ phân ra những khách hàng nào mà có khả năng cao hơn, các bạn sẽ ghi vào trước và sau bạn sẽ cứ liệt kê theo thứ tự để chúng ta có thể là ta làm lần lượt thứ tự. Bước thứ hai là hẹn gặp. Khi mà chúng ta đã tạo lập danh sách khách hàng rồi ấy, thì chúng ta lên có một cái cuộc hẹn gặp họ. Tất nhiên ngay lập tức và lâu lâu không gặp mà chúng ta hẹn gặp ngay ấy, thì nó khó. Thì chúng ta có thể là gì, có khi mà bạn bè thì thường là chúng ta sẽ có thông tin ở trên Facebook hoặc Zalo, thì các bạn có thể là gì, tương tác này, hoặc có điện thoại để nhắn tin này, thì để có cái sự qua lại với người ta. Thì chứ nếu lâu lắm mình không trao đổi mà ngay lập tức mà mình gọi ngay thì là không nên. Và nếu như bạn có gọi thì chăng nữa thì bạn cũng nên là hỏi thăm thôi. Bước này là bước mình sẽ không bao giờ liên quan đến cái vấn đề bán hàng hay cái gì các bạn nhé. Chưa đến cái bước đó. Bước thứ ba là chúng ta cần phải xây dựng một cái mối quan hệ tin cậy và thân tình. Như các bạn biết đấy, cái việc chăm sóc khách hàng mà để người ta quý, người ta mến thì cái tỷ lệ chốt đơn các bạn sẽ cao hơn rất là nhiều. Chính vậy hãy xây dựng với họ một cái mối quan hệ tin cậy, với người ta tin tưởng mình, người ta yêu quý mình, thì lúc đó các bạn bán hàng cũng sẽ dễ hơn rất là nhiều. Và thứ tư là chúng ta cần phải xác định được cái nhu cầu của họ. Nhu cầu người ta có mong muốn điều gì, chúng ta xem là chúng ta họ có cái mong muốn gì, thì lúc đó mình sẽ đáp ứng theo cái nhu cầu của họ. Ví dụ họ có mong muốn về tiền bạc thì chúng ta sẽ nói sâu hơn về tiền bạc. Còn nếu chúng ta họ có mong muốn về phát triển thì chúng ta nói sâu hơn về phát triển. Ví dụ khi mà bạn vào công ty chúng tôi thì các bạn sẽ được đào tạo liên tục, từ đào tạo những cái kỹ năng hàng ngày cho đến kỹ năng bán hàng. Họ mong muốn sự phát triển thì khi đó mình sẽ nói sâu hơn về vấn đề đó, hoặc họ lo lắng vấn đề gì đó mình sẽ giải quyết cái vấn đề lo lắng của họ. Chính vì vậy cái nhu cầu mình phải nghiên cứu họ rõ là họ có những cái nhu cầu gì. Thứ năm là chúng ta chuyển từ tính năng sang lợi ích, tức là cái sản phẩm của bạn nó có những cái lợi ích gì, hoặc cái việc họ tham gia với cái công ty của bạn, làm đại lý cho công ty bạn thì có những cái lợi ích gì, bạn cần phải ghi rõ đây. Ví dụ lợi ích là gì, được đào tạo miễn phí đúng không, bạn bảo đây bạn sẽ được cầm tay chỉ việc đào tạo miễn phí, nếu như hàng hóa bạn không bán được bạn được phép đổi trả số vốn rất là nhỏ khi bạn mới bắt đầu đó. Tức là tất cả những cái đó được gọi là lợi ích. Cái đoạn này mình phải nói nhiều về lợi ích nhá, chúng ta luôn luôn nhớ những cái lợi ích để lúc đó người ta sẽ dễ dàng là hiểu các bạn hơn. 6, bắt đầu mới đến chốt đơn. Thì khi đến cái bước chốt đơn này ấy, thì bắt đầu đến cái giai đoạn này mới bắt đầu chúng ta chốt đơn nhá, chứ đừng đến rất là nhiều người hẹn gặp cái là chốt đơn ngay, cái đấy sẽ rất là khó. Và cái thứ 7 là xử lý sự từ chối. Cái này thì sẽ có một video mình hướng dẫn các bạn về cái xử lý sự từ chối, vì khách hàng chắc chắn là kể cả các bạn xác đúng nhu cầu người ta rồi người ta vẫn từ chối, cho nên là bình thường không thể gặp 100 khách, cả 100 khách là chốt với các bạn được. Nhưng mà chỉ có cái chỗ này mình lưu ý là gì, khi sự từ chối người ta đang từ chối cái gì, mình phải phân tích cho người ta thấy được là gì, là cái việc họ đang suy nghĩ là không đúng, nhưng mà mình phải phân tích cho họ được. Và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về cái xử lý từ chối này chi tiết hơn. Và cuối cùng là follow up. Cái này thì là cái này các bạn hiểu nó là chăm sóc sau mua. Ghi vào nhé các bạn nhé. Đấy, mình viết hơi loằng ngoằng, các bạn nếu phải ghi vào, không ghi vào các bạn sẽ không nhớ. Và bước này là xin lời mời giới thiệu, ghi vào và dán ở trong cái phòng làm việc của mình ấy, các bạn phải viết nó ra, tức là viết thật là đẹp vào và dán ở trong phòng làm việc của mình, thì lúc đó mà hàng ngày mình nhìn thì cái việc là mình không nóng vội thì cái hiệu quả nó mới cao. Còn bên này là xác thực và kiểm tra, đấy là quy trình 8 cộng 2. Kiểm tra cái gì, kiểm tra và đánh giá lại những cái này này, xem là có hiệu quả không, mình đang làm sai cái bước nào, mình có nóng vội cái bước nào không, có cái bước nào mình làm việc là chưa hiệu quả thì lúc đó mình sẽ kiểm tra lại để mình làm việc với khách hàng khác sẽ hiệu quả hơn. Đó là những cái cần chúng ta cần lưu ý. Và nếu bạn nào mà muốn là mình gửi cho một cái tài liệu chi tiết từng bước một, mình sẽ gửi cho các bạn đường link và các bạn điền thông tin cho mình cái đường link đấy nhé, thì mình sẽ gửi cho các bạn chi tiết sử dụng cái quy trình 8 cộng 2. Và khi mà mình chia sẻ này có cái gì không hiểu thì lúc đó các bạn có thể vào trong đó để các bạn điền thông tin xong, mình sẽ gửi cho bạn một cái file chi tiết, lúc đó các bạn có thể đọc vừa xem ở đây và mình vừa đọc nữa, thì các bạn sẽ dễ hiểu hơn và lúc đó các bạn sẽ làm để đúng với cái quy trình của mình hơn. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Hãy cho mình xin một sub và ấn vào cái nút chuông để sau mà có cái video mới thì các bạn sẽ nhận được đầu tiên.